các bạn, như các bạn đã biết, Bitcoin là một thị trường màu mỡ, đang là một xu hướng được gọi là kinh trong tiền điện tử, đang làm mưa làm gió trong thị trường tài chính hiện nay, và việc kiếm tiền trên Bitcoin là có thật hay không? Corret thì nghĩ đây hoàn toàn có thật, nhưng phải có kiến thức trang bị đầy đủ, không nên làm liều, nếu mà làm liều thì chỉ có mất tiền mà thôi. Bây giờ, hãy cùng Corret tìm hiểu xem mọi người đang làm giàu từ Bitcoin như thế nào. Hôm nay, chúng mình sẽ chia sẻ đến các bạn 3 cách kiếm tiền từ Bitcoin miễn phí. Tất nhiên, một số cách kiếm tiền từ Bitcoin đòi hỏi phải có đầu tư về năng lượng và thời gian hơn nữa. Thứ nhất, đó chính là mua và bán Bitcoin, HODL. Đây là kênh khá phổ biến nhất nhưng cũng khá nguy hiểm. Mua và lưu giữ Bitcoin là một trong những chiến lược đơn giản và dễ làm nhất với những nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Đầu tiên hãy nhận một ví Bitcoin, mua BTC và hy vọng rằng giá BTC sẽ tăng vọt trong tương lai. Không cần biết là có mất bao lâu đi chăng nữa, có thể là vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là nhiều năm trước khi bạn quyết định bán. Thuật ngữ HODL ra đời để ám chỉ chiến thuật này. Nguồn gốc của HODL là một từ lỗi đánh máy trên forum, từ đó mà từ này đã chính thức trở thành một chiến thuật giao dịch. Nó cũng có ý nghĩa là hold on for dear life, tức là còn giữ là còn hy vọng. Bởi vậy, việc xem xét cách Bitcoin được định giá như thế nào và bắt đầu từ đó là vô cùng quan trọng. Hiện tại người ta đã kiếm được lợi nhuận lớn từ Bitcoin vì họ đã mua và lưu trữ từ năm 2011 và 2012, đã giữ trong vài năm nay, ngay cả khi Bitcoin đã tăng lên 8.000 đô. Ưu điểm hold Bitcoin, dễ dàng đầu tư tiền điện tử, dễ bắt đầu, thân thiện người mới. Nhược điểm, vốn đầu tư khá cao, mất nhiều thời gian và chỉ kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi lên. 2. Đó chính là đào Bitcoin, thuật ngữ hay dùng chính là trêu cày Bitcoin. Không, chúng tôi đang không nói đến việc lao vào một cái động và vác theo mỏ cuốc. Chúng tôi đang nói tới hoạt động đào Bitcoin, một trong những cách đầu tiên để kiếm BTC. Đây là quá trình mà các thợ đào sử dụng máy tính có hiệu suất cao của họ để giải những phương trình toán học phức tạp. Khi giải mã thành công phương trình, họ được nhận thưởng một khoản trong số BTC mới được tạo ra. Về cơ bản, có thể ví hoạt động này giống như là một cuộc đua, xem ai là người có thể giải được khối nhanh nhất và những người đủ may mắn thực hiện thành công sẽ nhận phần thưởng. Trong quá khứ, việc đào Bitcoin không quá phức tạp như hiện tại. Một số thợ đào đầu tiên đã có thể khai thác hàng ngàn BTC thông qua máy tính thông thường của họ. Giờ đây, câu chuyện về đào coin lại hoàn toàn khác biệt. Để đào BTC ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ cần những thiết bị hàng đầu, những công cụ có mức giá lên tới hàng ngàn đô la. Ngoài ra, bởi giờ đây Bitcoin đã có tiếng tăm và trở nên phổ biến, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Để có cơ hội cạnh tranh, bạn có thể tham gia vào các mỏ khai thác Bitcoin hoặc đào Bitcoin bằng đám mây. Một mỏ khai thác Bitcoin là tập hợp những thợ đào cùng hợp tác với nhau, kết hợp sức mạnh tính toán của họ để giải phương trình toán học nhanh hơn. Một đám mây đào Bitcoin cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là thợ đào sẽ sử dụng đám mây để kết hợp sức mạnh tính toán của họ. Bằng cách này, họ sẽ không phải cài đặt và chạy trực tiếp những phần cứng và phần mềm có liên quan. Trong cả hai cách, phí thợ đào thu được từ các giao dịch và khoản tiền thưởng sẽ được chia đều cho những người trong nhóm. Hầu hết việc đào Bitcoin được thực hiện trong một nhà kho lớn, nơi có điện giá rẻ, đôi khi phần cứng cũng đắt tiền. Ví dụ trong thị trường tăng giá năm 2017, giá GPU tăng mạnh. Trong khi thị trường sụp đổ, bạn có thể mua thiết bị và khai thác tốt với chi phí thấp hơn. Ưu điểm việc đào Bitcoin, khả năng có thể thu nhập cao hơn so với tiền điện tử. Nhược điểm việc đào Bitcoin, chi phí bắt đầu cao, khá phức tạp, chỉ kiếm được lợi nhuận khi thị trường đang đi lên. Về cách này, nói chung đào coin sẽ kiếm được rất nhiều khi tiền điện tử đang giá cao, nhưng chi phí vốn cũng rất lớn, nên nếu không có tiền, khó có thể kiếm được theo cách này. 3. Cung cấp dịch vụ đào coin. Cung cấp linh kiện, bán cạc màn hình, trâu cày setup hệ thống đào coin. Nếu ai có kiến thức thì trông coi đàn trâu cày, bảo dưỡng, sửa chữa trâu khi có lỗi phát sinh. Theo thị trường thì giá một con trâu cày đã tăng vài chục triệu đồng trong vài năm, nên kiếm tiền từ Bitcoin bằng cách này rất ngon. Đây là 3 cách kiếm tiền từ Bitcoin mà Corret đã cập nhật cho các bạn tham khảo khi mới vào thị trường. Các bạn hãy tìm hiểu nhé! Thật sự mọi người không am hiểu thị trường Bitcoin rất nhiều hay thị trường tiền điện tử nói chung, nên ranh giới giữa việc kiếm tiền thật từ Bitcoin và lừa đảo là rất mong manh. Đã có rất nhiều người lợi dụng cơn sốt thị trường tiền điện tử này mà lừa đảo, cam kết hứa hẹn lãi gấp 2, gấp 3 trong thị trường trong một năm. Lòng tham của chúng ta rất dễ bị dụ dỗ. Tóm lại, nếu chúng ta có kiến thức, sẽ tận dụng được việc khai thác tiềm năng thị trường tiền điện tử, nên Corret sẽ cố gắng mang lại giá trị và kiến thức tiếp cận cho các bạn khi mới vào để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Hãy nhớ đăng ký kênh Corret TV, cập nhật thật nhiều những kiến thức hay về thị trường tiền điện tử nhé!